vị quý khách, kính thưa quý thầy cô, cùng các bạn học sinh thân mến. Khi những ngọn gió se lạnh đầu đông chạy về, đám học trò lại bàn tán xôn xao, răng nức mong chờ. Ngày 20 nồng ấm, tháng 11 xuân vầy. Kính thưa quý thầy cô, ai rồi cũng bước qua thời thơ ấu, ai rồi cũng có những kỷ niệm khó quên. Và rồi, ai cũng có một thời bước chân vào đại học. Và trường học, chính môi trường thân yêu, là nơi chứng kiến bao kỷ niệm của tuổi học trò. Chính cái tuổi mộng mơ và mơ mộng đó đã chắc chi bao hoài bão của bao lớp học sinh. Từ bàn tay chăm sóc ân cần của người mẹ, chúng em lại được chăm sóc bằng chính đôi tay gầy gầy, xinh xương của thầy cô. Chính những đôi tay này đã nâng đỡ chúng em từng bước chập chững vào đời. Ai nâng cánh ước mơ cho em là thầy cô không quản ngày đêm. Thầy cô ơi, khi em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời, biết đứng lên khi té ngã, biết nhặt lấy cái ghê trên đường để bảo vệ bàn chân người đi xa, em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống, biết yêu gia đình và yêu quê hương. Thầy dạy em biết quý thời gian, biết chọn chữ tính, biết chữ lòng trong sạch để ngẩng cao đầu với bạn bè. Vượt gió, vượt mây, vượt ngàn đại dương, con vượt con đến bên người, những chuyến đò thầm lặng. Cuộc đời thầy đưa biết bao người qua dòng sông chi khúc. Dòng sông vẫn cứ im trôi, tóc thầy bạc đi, mắt thầy lại nheo lại, nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã sang sông, bao nhiêu khát vọng đã vào bờ, bao nhiêu ước mơ thành sự thật, có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi. Xin dành riêng nơi đây để chúng em nhìn lại dòng sông xưa, nhìn lại thầy, nhìn lại chính bản thân mình và gửi tới thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất. Thầy cô kính yêu, nhắc đến người giáo, người đời thuần quý như những người lái đò. Đưa khách sang sông, những chuyến đò cập bến, những lữ khách lần lượt sang sông, chỉ riêng người lái đò ở lại. Cần mẫn với công việc đưa khách sang sông, từng lượt lữ khách sang sông, người lái đò lại gửi gắm thêm những chân tình. Biết bao điều kỳ vọng, còn mong cho họ được đi xa hơn, thành công hơn. Và đối với học trò chúng em, cứ mỗi lớp học sinh đi qua, thầy cô lại gửi gắm biết bao kỳ vọng, cầu chúc chúng em thành công trên con đường học vấn và trên đường đời. Dù năm tháng vô cùng trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã vàng phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, sáng soi bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Chúng em không biết rằng một ngày nào đó khi xa rời đại gia đình này, chúng em còn có được hưởng những giây phút thiêng liêng đó không? Nhưng trong tâm trí của mỗi người học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, chúng em sẽ luôn in đậm hình ảnh của thầy cô, hình ảnh của buổi chiều mưa tầm tã, hình ảnh bên trên giáo án trong đêm, hình ảnh của những tiết học tiết lớp cung cấp kiến thức cho em vào đời, hình ảnh của những ánh mắt theo dõi chúng em trong cuộc đời. Giờ này đây, chúng em xin dâng những bông hoa tươi thắm, xin dâng những thành tích rực rỡ nhất bên thầy cô trong ngày 20 tháng 11. Xin quý thầy cô nhận thắm chân tình của toàn thể học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An.